chào quý vị và các bạn. Như vậy là cơn bão Giangmi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khoảng 24 cho đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 15 cho đến 20 km, đi vào khu vực Nam Biển Đông, khả năng chỉ gây thời tiết xấu và nguy hiểm trên biển. Trong khi đó, thời tiết trên đất liền nước ta sẽ ít có khả năng chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão này. Tuy nhiên, với sự hoạt động của trường gió đông trên cao, thì các tỉnh miền Nam cũng sẽ đôi chút có sự chuyển biến thời tiết trong ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015 với mưa rào và dông rải rác có khả năng xuất hiện tại vùng ven biển trong hai ngày này. Còn trong ngày mai, ngày đầu năm mới, hầu khắp khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì thời tiết ổn định với trời không mưa và có nắng vào ban ngày, nên nhiệt độ lại không quá cao, rất thích hợp cho các hoạt động chào đón năm mới của người dân. Với thời tiết miền Trung, trong ngày mai, ngày đầu năm mới, khu vực được dự báo cũng phổ biến là không mưa, có chăng thì có mưa nhỏ tại các tỉnh như là Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định trong khoảng thời gian nửa đêm về sáng. Đến trưa chiều thì trời tạnh ráo hơn, cho nên nhìn chung vẫn khá thuận lợi cho không khí chào đón năm mới. Tuy nhiên, sang ngày mùng 2 và mùng 3, do tác động của không khí lạnh dồn sâu hơn xuống phía Nam kết hợp với hoạt động của trường gió đông trên cao, cho nên khu vực trời sẽ nhiều mây, khả năng có mưa rào và dông ra các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Khánh Hòa. Bên cạnh đó, trời vẫn rét tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế và lạnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Phú Yên trong 3 ngày sắp tới. Sau đó mà quý vị và các bạn cũng nên lưu ý để có thể sắp xếp kế hoạch hợp lý hơn trong ngày đầu năm mới này. Ngược trở lại với thời tiết khu vực Bắc Bộ, thưa quý vị và các bạn, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm mới, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ khá thuận lợi cho những hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như sinh hoạt của người dân. Màn bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật giải trí mừng năm mới cũng sẽ diễn ra trong tiết trời khá đẹp. Mặc dù không khí lạnh từ phương Bắc bổ sung trở lại, song ngày hôm nay, thời tiết khu vực ít có sự biến đổi so với những ngày trước đó. Trong 3 ngày tới thì toàn khu vực vẫn chủ đạo trạng thái ít mưa, ngày nắng với mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến từ 19 cho đến 22 độ. Thời tiết vào ban ngày mang lại cho chúng ta cảm giác ấm áp và dễ chịu hơn trong những chuyến đi chơi cùng gia đình, người thân trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch này. Tuy nhiên về đêm và sáng sớm do trời quang mây nên tình trạng phát xạ vẫn diễn ra khá mạnh. Vì vậy mà nền nhiệt độ nửa đêm về sáng chỉ ở trong khoảng từ 9 cho đến 12 độ. Các tỉnh vùng núi còn xuống thấp hơn ngưỡng này. Riêng một số điểm thuộc vùng núi cao chỉ khoảng từ 3 cho đến 5 độ. Do vậy chúng ta sẽ nhận thấy trời khá rét buốt, đặc biệt ở các tỉnh vùng núi. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Thưa quý vị, trong 2 ngày tới, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, gây biển động, sóng cao và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, sẽ ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu cơn bão Giangmi trong 2 ngày tới, nên sẽ có mưa bão và gió xoáy mạnh. Bà con ngư dân cần theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết biển và tuyệt đối không ra khơi trong điều kiện thời tiết nguy hiểm. Dự báo từ ngày mùng 3, mưa và gió mạnh sẽ giảm hẳn trên các vùng biển. Như vậy là cơn bão Giangmi đang có dấu hiệu suy yếu khi nó đi vào biển đông của nước ta. Trong đó khi đó thì thời tiết trong ngày đầu tiên của năm mới 2015 cũng khá thuận lợi trên cả ba miền Bắc Trung Nam. Bản tin thời tiết cuối cùng của năm 2014 cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng mai.